ở Tây Ninh. Thì Henry cũng chỉ đi lên đây chơi với gia đình thôi, tại về quê nội của Henry là ở Tây Ninh. Thì vô tình Henry biết được một câu chuyện rất là thú vị về một bà cụ rất là lớn tuổi ở đây, và Henry tìm hiểu được cái nhà của cụ, cho nên là hôm nay Henry đến để thăm cụ và cũng để tìm hiểu về câu chuyện cụ. Cho nên là mời các bạn cùng Henry đi tìm hiểu câu chuyện của cụ nhé. Mấy anh này là ở Sài Gòn ha? Dạ, ở thành phố ạ. Còn bây giờ là 95, 96 rồi. Và cụ vẫn còn mai. Vẫn còn mai. Và ngày nào cụ cũng mai như vậy hết. Ngày nào cũng mai. Và gần 50 năm trời. Nhìn này ngồi ra đi. Dạ. Sáng là 5 giờ là bà dậy. Tự pha cà phê uống. Dạ đó. Pha cà phê uống xong cái ngoái trầu cực ăn. Ăn xong rồi cái banh giải ra cắt. Cắt loại nào theo ra loại đó. Xong cái bây giờ là ráp. Dạ có nghĩa là cắt xong rồi cái bạn ăn sáng. Dạ, ăn sáng xong cái là bà lên bà mai. Dạ. Mai xong rồi cái khoảng 11 giờ cái bà chuẩn bị ăn cơm trưa. Dạ, cơm trưa xong nghỉ trưa. Nghỉ trưa xong vậy cái uống ly sữa. Cái rồi mai tiếp. Mà một ngày làm việc 8 tiếng. Dạ đúng là 8 tiếng. Xong rồi cơm chiều. Cơm chiều cái mái trầu cái nó nằm giọng đó. Xong rồi cái là ngủ. Rất là mỏng. Rất thích là mẹ mình lúc nào cũng tự mình làm. Vệ sinh mọi thứ là đều chủ động hết. Tự chủ động. Từ mai nay mấy chục năm rồi. Dạ. Mà bà ngày nào cũng vậy luôn hả cụ? Ngày nào cũng vậy. 50 năm. Mấy chục năm rồi. Bây giờ cụ là 96 tuổi nhưng mà cụ rất là minh mẫn và nói chuyện cũng là rõ. Không có rảnh đâu, không có quên. Dạ. Dạ, mình hỏi gặp tiếp cụ, mình hỏi được tiếp cụ. Dạ. Dạ, kỳ rồi chẳng phải. Dạ. Bà ngày xưa còn trẻ là bà làm nghề gì bà? Còn trẻ thì làm ruộng. Dạ. Ruộng thi nghỉ ruộng rồi mới về mai. Dạ, có nghĩa là làm nghề mai, sống bằng nghề mai hồi còn trẻ. Dạ. Về tự nhiên cái cũng trời sắp đặt cho. Về cái mắt mới gì về bà lần đầu thì không có giải mua. Mua cái người ta nói cái bà này hả bà? Bà mua giải bà mai bà cho anh ta không? Cái người ta sợ người ta không dám bán nữa. Thì vậy kéo lại cho không dám bán nữa. Tại người ta nghe nói mình làm từ thiện người ta ta cho thôi chứ ta không bán. Ban đầu bán gì lắm 30.000 bao à, bán gì lắm, cái thấy về cái quảng hồn không dám bán nữa, kéo lại cho. Dạ. Bây giờ bà kể cho tụi con nghe chuyện ngày xưa đi. Dạ. Ngày xưa khi bà về đây là cái bối cảnh ở địa phương này nó là sao? Hồi đó nhau rúng tôi ở Cần Thơ. Dạ. Anh đẻ dưới cái rồi ông bà cha mẹ cũng theo cái đời. Tôi cũng dẫn theo luôn. Theo về xứ đạo. Về đạo. Hồi đó tôi ở chùa ở Tà Thành. Sau khi cái thác nó vô nó lấy chùa mượn chùa tấm cổ ra hết rồi ai dám đuổi ra hết. Cái ra mới nhà ở, đâu có nhà ở, ở đây rừng không à, rừng cây lớn không, cái người mới xúm nhau mà đâu có dao rửa gì ba, cái đi ra tới Tây Ninh đó, mượn dao mượn ta mượn rửa rồi ráp về đây ba. Anh che cái chòi ở trên đợi vậy. Bao nhiêu người từ ngoài đường vô về dài. Cái người mới che cái chòi lên ở tạm vậy thôi chứ. Hồi đó đâu có tiền có bạc gì đâu, đâu có mà mận gì được đâu. Che ai cũng vậy. Che tạm đỡ ở. Sao mà mình làm ruộng ở đó luôn hả cụ? Không.
sau này mới Mỹ á, nó sai Nhật vô đuổi Pháp về. Nhớ là đó chuyện thời sự. Đuổi Pháp về, cái Nhật nó cũng nghe lời vô đuổi vô cái Pháp, tại vì khuya phải trốn đi mục tiêu á. Cái còn Nhật Nam mê Việt Nam quá, nó không chịu về, nó ở lại chiếm. Mỹ nó kêu hai hiệp không về, nó cho trái nguyên tử, cái bom nguyên tử ở Hiroshima cho nước Việt hết nửa nước hết nửa nước mới chịu về. Thôi còn ở chiếm Việt Nam à. Hồi Nhật mà nó đóng quân ở đây là bà có gặp nó không? Gặp. Gặp chứ. Rồi. Bà có tham gia xây dựng, làm công quả xây dựng Tòa Thánh không? Có chứ. Lúc bà làm gì? Hồi đó là tôi còn nhỏ. Dạ. Tôi còn đi học. Ông thầy giáo viên, ông dạy tiếng Anh tiếng Pháp không? Tôi học ổng được phần lễ. Sao tôi sợ ổng quá. Sợ cái trốn biết sao trốn đâu, chui xuống dưới cái hầm mà cổ mấy chị mấy anh mà rửa sàn đang xây Tòa Thánh đó. Chui xuống đó là ghi nhỏ nhỏ mới lớn vậy, mấy chục cái bên này hàng mình xuống rửa sạch cái chuyện đây lên dần trốn, mình cũng đó cũng mừng công trốn học mà làm công quả, trốn học mà ở trên kia người ta cũng ghi công cho mình, ghi công quả chứ không phải bỏ đâu à. Mình hồi đó mình nghĩ mình trốn học chứ mình đâu có biết gì. Bây giờ nghĩ lại mới biết. Hay chưa đó. Như vậy là cũng cụ cũng góp một phần công sức của mình để xây dựng cái cũng có đóng. Dạ. Sau khi này lớn lên cũng có phần mà đưa không có xây dựng nhỏ sơn được rồi, biết sơn sơn vẽ đó, mười mấy tuổi rồi lập sơn, mấy ông thợ vẽ gì tới mà mình sơn màu đó là sơn được. Hồi đó bà học còn trẻ, bà học mai ở đâu? Đâu có học mai đây. Hồi đó là đầu tiên mai tay không à? Đâu có máy đồng mai, mai tay không chứ ở đồng mai. Sao mày mới máy, chế tạo máy này kia. Bà nhớ là sao hồi đó, cái kỷ niệm hồi đó bà mua cái máy này làm là lúc nào? Máy mai mà. Cũng mấy chục năm rồi, đâu có tiền mai mua. Qua bên này có con dâu nên nó mai đồ. Tiền đâu có tiền mua, cứ qua mài ké nè. Anh nó nghĩ khi mình đem giải mình lên mài cái nó cũng hơi hiểm. Khó Ừ, nó đã thắng đi. Vui mà. Nên trụ là mình biết. Biết rồi nghĩ lại nữa. Cái sao có con nhỏ con gái Úc nó có chồng ở tỉnh, chồng nó ổn được, chạy về này rồi nó ở tôi chứ ở đâu giờ. Rồi đi mừng thêm mừng mới mua được cái máy. Cái máy này tính ra hồi đó là mua bao nhiêu mà có 300 máy à. Nhưng mà tính bằng vàng lúc đó khoảng bao nhiêu chỉ vàng? Lúc đó tính ra là bao nhiêu chỉ vàng? Không biết. Một bằng tiền thôi. Hồi đó mình đã có vàng rồi, mình biết tiền vậy thôi. Vàng đi bằng thêm bằng mướn vậy. Nếu mà xưa cậu may một cái mền ha, bằng tay ha? Xưa cậu cụ may mền bằng tay phải không? Không, bằng máy không chứ may tay như chừng nào. Khi có máy rồi bắt đầu mới may. Đồng tiền là may ở bên may nhờ. Yeah.
thì nếu mà một nếu mà cụ nhặt những cái vải nhỏ nhỏ thì cụ may một cái mền thì nó mất bao lâu? Mất bao lâu mới xong một cái mền? À, ráp này ráp này cắt rồi ráp hai ngày xong là cả hai ngày xong rồi. Nhưng mà đó từ từ cái suy nghĩ nào mà bà nghĩ chuyện phải may đồ ở may mền để mình tặng? Nghĩ gì nó không khiến sao mai thì em biết gì đâu. Nhưng mà cái đầu tiên là cụ may xong rồi đem đi đâu? À, thì cũng cho lận quận để nè. Ở sớm? Ở sớm riêng, con cháu. Cái ơi, nhiều cái ơi, tiền rau ra. Cái chỗ này chỗ kia biết, cái lại xin. Xin cái gạt tới ngoài kia luôn chứ đi tùm lum hết à. Nhiều quá cái người tùm lum người ta không biết người ta xin. Nhiều khi ở xa có điện thoại lại hỏi. Rồi mai hơn 40 năm như vậy thì trung bình một ngày mai hai cái. Hai ngày mai một cái? Ờ, hai ngày một cái như vậy thì trung bình một năm là hơn 600 cái mền. Nhiều lắm. Dạ. Cái sau khi này cái chỗ này chỗ kia biết là cái người họ điện thoại lại họ xin. Rồi ở trong chùa có những mấy vị mà đi từ thiện đó. Đi cho tương nước tương trao này kia đồ chai cho đạo này cái mình gửi cho luôn ở mình cho luôn. À, mình may mình để dành khoảng 5-10 cái mình mới cho một lần không bà? Có nhiều cho nhiều à, mấy cái người ta có xin có nhiều cho hết à, nhưng mà mỗi lần mình may xong mình cũng để đó lại nó dọn may đi. Xong rồi mới giặt hơi lên chứ không phải là may để đó giặt hơi lên đàng hoàng xếp ngay thẳng à, phải giặt sạch dạ, dạ đúng rồi nha dạ, đây mình dạ, có sao? Cái nào mà mai xong chưa ờ nhiều ờ, mình coi dạ. Coi thử dạ, rồi. Rồi, rồi. Con rồi, coi để lấy chút nữa tặng cho mỗi người ra đây quá đã luôn á. Là những cái nguyên liệu của cụ này cái bà nhỏ à giải dụng này này mới dạ yeah, mới xong mới hả cụ mới ráp lại là mới cắt ra thôi dạ đây những cái miếng gia dụng nè cứ miếng nhỏ vậy là mình ghép lại thành một cái mền thôi mà mình phải ghép lại cho nó đẹp đúng không bà hả à, phải cho đẹp màu theo màu bông theo bông dạ ôm đẹp rồi đó. Bà Mai rồi giặt phơi rồi bà kêu xếp lên cho sạch sẽ, xếp lại ngăn nắp rồi bỏ ra trong thùng đó. Rồi. Có riêng đàng hoàng dạ. Kỹ thuật cao lắm á. Đây. Wow. Đó là bà sắp theo dạ. Theo phần dạ, bà phải bố trí cho nó đẹp nữa chứ không phải chỉ là cái chuyện ráp là không đông không phải ráp cái mà thôi mà là nó phải theo cái không, giống như này nè là những cái vải đen là cụ sẽ sắp lại hết một cái màu đen cái này cũng là cái màu trắng màu là theo màu đấy hoa màu xanh có viền rất là kỹ đường mai rất là kỹ luôn mai đẹp lắm đẹp quá là đẹp luôn dạ hả cái này tính ra nếu mà đồ thủ công bên Mỹ là này bán mắc lắm à dạ à, bên Mỹ là cái gì là thủ công là sẽ mắc ra tới Mỹ à dạ con lớn lên ở Mỹ mình này ra tới Mỹ à dạ. Dạ. Mình này ra tới Mỹ luôn hả cụ không phải muốn ra đâu à mấy người Việt kiều về người ta lấy để đem qua bệnh làm từ thiện không mà cho hết rồi cho bán tặng nước nào cũng có nhất cũng có cả khoảng như này. Cỡ một chiều ngang khoảng 1 mét, chiều dài khoảng 2 mét. À, chiều ngang chắc 1m2 à. 1m2 chiều dài chắc khoảng 2 mét. Tùy theo. Dạ. Dài nhiêu mai nhiêu còn có cái dài hơn nữa. Dạ. Dài dài thì mai cũng để dài luôn. Dạ. Còn ngắn là mai ngắn. Quá đẹp luôn. Mình chỉ đi thẳng hết chứ không có ấy đâu. Đường mai đường mai chuyên nghiệp mai nghề mấy chục năm mà
cụ ở Tây Ninh lâu như vậy là cụ cũng biết rất rõ những cái lịch sử như thế này từ đầu Pháp tới bây giờ. Ừ. Chắc mấy thời kỳ rồi mà biết sao được. Xem như là nhân chứng sống của lịch sử là gần một thế kỷ rồi, gần tròn một thế kỷ. 96 tuổi như vậy là chỉ còn có 4 năm nữa là tròn một thế kỷ rồi. Dạ. Nhân chứng nhân chứng của 4 năm nữa có áo đỏ. À, áo đỏ là áo quan đó không? Bà biết cái sự tích mình ngày xưa, cái tòa thánh lúc mà xây ấy, mình người ta nói là không có bê tông cốt thép mà chỉ có cái thầm dông, bà kể còn nghe được đó. Không có sắt, không có thép, cái hồ đó mà hồi đầu tiên thành lập nó không có cái gì hết, tre gai á, yeah. Tre gai mà tre trong rừng á, xây dựng tre không đó. Có nghĩa là tre già thay thế cho cốt thép, thường thường mình xây bê tông á, là người ta phải có cái lồng cốt thép bên trong bằng sắt, bằng sắt cho nó giữ cứng lại, giữ chắc lại. Nhưng mà đặc biệt tòa thánh là chỉ bằng cốt tre, mà nguyên cái tòa thánh bự như vậy luôn. Bự vậy mà tàn là tre không, tre rừng đó, không phải hầu đó đâu có sắt thép, đâu có gì đâu, ngộ thiệt. Còn theo như bà biết là cái người dân tộc Tà Mung là có ở đây khi nào bà? Tà Mung hả? Dạ. Tự thành lập Tà Thánh thì có nó, không biết năm nào. Có phải là người dân tộc Tà Mung hồi đó do Đức Hộ Pháp Tà Mung Tắc ở đâu đó đem về không? Ở đâu đi về? Chứ không phải là người gốc ở đây, Tà Mung. Ở đâu về chứ không phải. Họ cũng theo đạo mình về đó. Còn cái cổng lộ chánh môn đó bà, cái cổng chính của tòa thánh đó, là hồi đó là mình xây lúc nào mà tại sao bây giờ cứ đóng cửa hoài mà lộ chánh môn hả? Dạ. Còn cái này khó lòng lắm nha. Dạ. Lộ chánh môn á từ cổ Mỹ nó xây dựng là nó chỉ lộ chánh môn qua tới miền. Dạ. À, mà khi Mỹ nó về bệnh rồi cái lộ chánh môn hay còn á, mất không được à, cũng còn đó mà bây giờ họ không biết, áp cánh nhà hết, cánh nhà hết mấy thầy tiếng họ xây hết rồi, thấy thầy kỳ tâm khổ hết à, bị gì nó hiểu biết cái gì đó, mới đặt cái lộ chánh môn thẳng qua miên luôn, đằng sau này có cái hoàn cảnh khó khăn của Đức Hộ Pháp, ông bị bắt đi lùng bắt, bắt ông đài đã ông quá đi, cái tới ngoài gì, nước nhiều ngoài thì tôi quên rồi, đài đã bắt ông làm ở Madagascar, ông bị đài ở đảo Madagascar, Đức Pháp. Mà khi nào con gì biết nói đó. Biết nói nó mới thả ổng về. Yeah. Thả ổng về mà còn đi lùng bắt ổng nữa, giọt qua miên ở. Cho nên là cái lộ chánh môn là nói thẳng từ đây qua tới Nam Giang, đến miên luôn. Yeah. Bà sống gần một thế kỷ vậy, bây giờ những cái điều mà bà chiêm nghiệm trong cuộc sống là bà dạy dỗ cho con cháu, bà khuyên những thế này sao, thì theo bà thì bà sẽ khuyên cái gì? Tết năm nào cũng khuyên. Dạ. Mùng 1 thì đi cúng chùa về đây, cái con cháu chắc chị gom hết lại nhà. Dạ. Chỉ dạy cho từng chút hết. Dạ. Lớn nhỏ gì hơn gom hết lại nhà thì một nhà. Dạ.